Những lá thư xanh. Các bạn thân mến, chúng ta trở lại với những lá thư xanh với khung giờ quen thuộc của chương trình và những câu chuyện đang chờ tất cả chúng ta. Nhưng Phương Huyền luôn mong là thính giả sẽ dành tình yêu cho những lá thư xanh, bởi vì phải có tình yêu của thính giả thì những lá thư xanh mới có thể tiếp tục mang đến thật nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng ta gửi thư cho những lá thư xanh, gửi thật nhiều những chia sẻ của mình, và không nhất thiết rằng là thư phải trau chuốt thật kỹ, phải viết văn thật hay, phải kể câu chuyện thật đẹp gì đó, mà ở những lá thư xanh, tất cả mọi điều chúng ta đều có thể chia sẻ cùng nhau. Chỉ cần là mình ngồi xuống, dành thời gian cho những lá thư xanh, viết những dòng tâm sự của mình, chia sẻ những tình cảm của mình với người thân, bạn bè, kể bất kỳ một câu chuyện nào đó, gửi về cho những lá thư xanh.
cái cuộc sống của chính mình ở hiện tại. Mình nghĩ rằng là mỗi người phải tự nhận ra là mọi thứ trên cuộc đời này nó đều có thể xảy ra, nó đều có thể thay đổi, và chúng ta phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Mình cứ nhớ hoài cái câu của Thiền sư Thích Minh Niệm. Thầy nói rằng là cuộc đời này nó có những điều như ý thì nó có những cái điều bất như ý, và chúng ta phải chấp nhận. Chúng ta đón nhận cái điều như ý thì chúng ta cũng phải đón nhận cái điều bất như ý, thì chúng ta mới có thể có một cái cuộc sống nó thực sự bình thản được, an lành được, và quay trở về với bên trong của chính mình. Biết yêu thương bản thân mình. Khi chúng ta biết yêu thương bản thân thì chúng ta mới có thể đủ cái năng lượng để yêu thương những người xung quanh. Mình mong rằng là tình cảm của anh nó đều là những cái tình cảm chân thật nhất thì anh đã dành cho cô ấy. Còn cái việc mà tiếp tục được hay không, gắn kết được hay không, đi cùng nhau được hay không, nó còn là câu chuyện của tùy duyên nữa, duyên số nữa, duyên nợ nữa anh ạ. Vì bạn đã hy sinh quá nhiều, bạn đã dành thời gian quá nhiều, và cả sự chân tình, cả sự cố gắng nỗ lực, và cả một cái tấm chân tình nó rõ ràng với rất nhiều cái cơ hội, thậm chí là nhiều khi mình làm gia đình mình buồn nữa, và anh lại thêm thời gian, muốn cho mình thêm thời gian để tiếp tục thử tình cảm này. Thành không biết là Thành phán đoán nó có sai hay không, nhưng vì cô ấy có sự tổn thương trong quá khứ rất là lớn và sâu sắc, và hiện tại anh vẫn đang không phải là người để cho cô ấy có sự lựa chọn cuối cùng. Do vậy thì nó đã thể hiện rõ ràng. Thật ra mình nghĩ rằng là lúc rồi. Này cô không có lựa chọn ai hết. Thì Thành cô không biết có lựa chọn gì hết, bởi vì là bản thân cô là đang quá nhiều cái tổn thương đi, và lúc đó cô chỉ nhìn thấy cái tổn thương của mình thôi, cái nỗi đau của mình thôi. Còn cô không nhìn thấy những gì xung quanh, không nhìn thấy cái sự chân tình của người khác, và cũng không đủ tin tưởng cái tình cảm đó. Nên là trừ khi nào bản thân cô hiểu được rằng là cái sự tổn thương đó bắt buộc nó phải có trong cuộc đời này, và mình chấp nhận cái điều đó để mình đi qua nó, mình tiến về phía trước, mình nhìn hiện tại và hướng tới tương lai, thì lúc đó cô mới có thể mở lòng được. Còn câu chuyện lúc này là cô chỉ nhìn thấy nỗi đau của mình, thấy ký ức của mình mà thôi. Thành và Huyền sẽ phán đoán câu chuyện qua lá thư của anh mà thôi. Do vậy thì anh có thể làm hai động tác. Một, anh có thể gặp những người bạn thân nhất của cô ấy để có thể check thông tin xem nó thuộc về bên Thành hay là thuộc về phán đoán của Huyền. Cô ấy có tình cảm với anh hay không, và cô ấy đã từng nghĩ anh là lựa chọn của cô ấy không, và trong lòng cô ấy có nghĩ về anh không, và có thương anh không, và có muốn gửi gắm để làm điểm tựa, anh làm điểm tựa cho cô ấy hay không. Chỉ cần có ý định thôi. Thì nếu có ý định thì anh có thể chờ trong mình, cái gì nó cũng sẽ có cái định mức, có giới hạn của nó. Có thể, ok, mình sẽ chờ trong vòng 6 tháng nữa, nhưng vẫn phải nhắn cho cô ấy biết là anh sẽ chờ em. Anh sẽ chờ em đến khi nào mà em có câu trả lời thì thôi. Nhưng anh cho phép mình chờ trong vòng 6 tháng nữa. Hay là nếu thương quá thì chúng ta sẽ cho phép mình vẫn sẽ đau đớn và chờ đợi cô ấy trong vòng 1 năm nữa. Thì mình sẽ còn có một cái câu chuyện khác, cơ hội khác. Mình thì nói là cô ấy phải mở lòng ra để đón nhận hạnh phúc mới, nhưng anh đang đóng lòng anh lại trong câu chuyện này, và anh không cho cơ hội của những người xứng đáng được hơn. Cho dù anh nghĩ là cô ấy đang là người rất là như ý trong lòng anh, nhưng biết đâu đó có những người họ không đẹp bằng, họ có thể không đúng gu của mình, nhưng họ lại là mảnh ghép của anh thì sao? Anh chặn cơ hội của những người sau. Còn nếu như anh có thể chia sẻ với những người bạn, người thân mà họ nói là thật sự ra là nó không bao giờ nghĩ gì mày hết, chỉ có là nó cảm thấy có lỗi với mày thôi, hoặc là mày quá yêu thương nó, quá yêu bạn ấy nên bạn ấy thấy có lỗi và thấy ngại ngại thôi. Thì Thành nghĩ là bạn nên chấp nhận, tàn nhẫn với mình một chút, đau một chút. Tại vì nó là rõ, kết quả rõ ràng. Và 6 tháng 1 năm thì nó rất là dài đối với cơ hội. Cơ hội đến trong vòng tích tắc, giống như cơ hội mà anh gặp bạn này
cũng chỉ có một dịp thoáng qua tự động thấy cô ấy trong quán cà phê của bạn mình. Nó cũng chỉ có một giây một khắc để gặp nhau thôi. Khoảnh khắc đó không thể nào lặp lại lần thứ hai nữa. Thì cơ hội mới nó cũng như vậy. Nó cũng chỉ trong khoảnh khắc. Huống gì anh dành tiếp thời gian để anh chờ đợi. Chúng ta thôi thì hãy lý trí lên. Có thể lắng nghe những người xung quanh. Họ sẽ là người có thể nghe được câu chuyện của bạn từ phía đối phương. Để cho bạn câu trả lời nào nó thích đáng hơn. Mình lý trí hơn một chút được nha. Tại vì mình đã hy sinh quá nhiều rồi. Nói gì nói chứ. Nếu mà gọi là cô ấy ích kỷ á. Thì bạn là người thiệt thòi thật. Và nếu mà nói một cách đau á, thì cô ấy vừa ích kỷ và bạn là người vừa ngu ngốc nữa. Thì Thành không muốn như vậy. Thôi thì mình lý trí thêm. Thành cảm ơn bạn đã gửi một lá thư rất dài. Và bạn tin những lá thư xanh để có thể chia sẻ câu chuyện này lần đầu tiên trên sóng radio và cũng là lần đầu tiên bạn viết thư. Điều đó cũng thấy là những lá thư xanh có được một cái sự yêu thương và sự tin tưởng ở tất cả quý thính giả. Hy vọng là bạn có thể chia sẻ tiếp nếu như bạn vẫn còn điều gì đó muốn được đồng hành, được đồng cảm, được chia sẻ bạn nhé. Cảm ơn lá thư này, cảm ơn tình cảm của tất cả quý thính giả đã luôn nghe và ủng hộ chương trình. Hy vọng là tất cả những người đến với những lá thư xanh, buồn thì chúng ta cũng đã buồn rồi, nhưng chúng ta đã buồn gọn thôi, buồn ngắn thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy lại năng lượng. Vì chuyện gì nó cũng sẽ xảy ra, giống như là chắc chắn những chuyện xảy ra nó cũng sẽ không như ý. Nó sẽ có những câu chuyện bất như ý và chúng ta chấp nhận đối diện với nó và đi ngang qua nó. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu an nhiên trở lại. Hy vọng Thành và Huyền, những lá thư xanh sẽ luôn mang lại những giây phút an nhiên và bình an nhất cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau và nhớ là viết thư thật nhiều về cho những lá thư xanh các bạn nhé.